xin chào cả nhà. Thì hôm nay là mình sẽ mặc cái nhà đồng hành của mình đi theo chân đồng hành của mình theo mấy anh để đi săn chuột. Thì hôm nay mấy anh có rủ mình đi lên săn chuột mà nãy giờ nghe nói mấy anh đi săn cũng được khá khá rồi. Thì bây giờ mình sẽ mời cái nhà đồng hành của mình đi đến mấy anh em trong nhóm đi săn chuột cuối tuần. Vì cuối tuần thì mấy anh sẽ tụ họp về đây. Đó, mấy anh đang chuẩn bị leo lên cây dừa kìa cả nhà. Mời cả nhà nha. Anh đang chuẩn bị leo lên cây dừa mà đã được 4 con. Ủa không hả con? Nay cuối tuần không học hả? Hoa leo à? Chứ nhận mua xe đạp mới. Đồ ghê vậy? Bố hả? Bố leo hả? Bố không? Nghe lỡ tiền gì cho con mua. Ồ. Có nào anh mình? Kiếm được 2 bậc cây có ông. Ghê vậy? Ba của ông đâu? Ba con bắt được con. Có chạy gì vậy? Không lớp nhà ăn con. Ồ. Không hốt hả? Có ổ ngay tay luôn á mình. Chắc không? Còn một cây nữa. Còn một cây có ông nữa. Xuống ngay tay nè. Đi đâu vậy? Con nó không có chạy à? Không có, không có. Thắng là sản á. Nó ở cây thì hết tơn 5-4 con được. Cái nào? Này nè, 3 con được á. Vậy là ở cây 1 rồi. Nè nó dồn gì đó. Mấy cây cao không ở rồi. Leo. Leo. Con thấy cái hẳn heo quá. Giờ chó là chó rồi. Chạy vừa dưới thiệt. Thôi chạy vừa nè không phải. Hết chỗ cả. Phải ghi bàn chứ. Nãy chưa ghi bàn gì hơn mà. Chạy vừa sao phải. Tao quấn có cây là nó muốn chết rồi, anh biết cho tâm cây hả? Hả? À, sọt quá không? Trà dừa là đụng một nốt nhạc à? Không, không tới. Có gì dữ. Anh có nhận đất còn lạc chuột dữ thiệt chứ. Trà dừa nó lạc chuột. Có bỏ cái này đâu có sai sao. Mày lâu rồi. Thôi ơi, tao dừa. Rồi dài. Thôi, con rớt cũng xuống cái chỗ này. Mày lấy cái xẻo. Cái xẻo là nó mốt gạo. Con chuột nãy bự chứ thấy chạy nhỏ bự. Ừ. Chán. Trời lớp mưng nè. Ây da. Trời ơi. Nó ăn kìa. Không có. Không có. Chiều có má. Nó cứ đầu. Ê ê ê nó ăn coi. Còn không ngọn nữa nha. Đó. Mày tiền chưa thằng Thắng? Ô ô ô. Ô ô ô ô ô. Được chưa? Được đó. Đi đi nó bảnh đại 3-4 người đi đây đi người không người không? Không sao hả? Rồi, chạy như thế chạy bảnh sao? Chạy bảnh có người. Đi qua cái dừa. Từ bắt dừa chục dừa mà giờ chuyển qua hút ong luôn. Mùa nắng ong nhiều lắm. Bỏ lạp. Không ong, không ong, không ong. Chứ không phải ong chùa ba. Không ong.
này vứt nó khô queo. Ông rồi nha. Đây cả nhà. Cục mật của cái ổ ong nó quá to so với chúng ta. Lặt nhất. Con ăn đi. Mới ăn cái bự chảng luôn. Con ăn ổ bự hả? Hốt ở đâu? Ở bên nhà con. Ổ bự luôn. Chứ bự không. Giờ biết có ông kìa. Ông kìa. Bắt con chuột là xỉu luôn nha. Tông luôn. Bỏ lấy tổ ong xuống. Bỏ luôn. Rồi xong phim. Lấy chú chị. Hả? Có mực không á? À? Nãy vô cái mặt rồi đó. Đó. Cái tàn về lại cầm đi. Tụi nó cắn chết á. Trời ơi. Nó bắt luôn. Vô. Đây là cho quý mượn nha. Đây cái tàn này cả nhà. Này là câu cá là ngon lắm nè. À có lòng tông. Rồi, ăn đi con. Về. Ngon không? Ừ, còn mực. Còn phải không? Ôi, cái những hộp nóc luôn nè. Đi đồ nghề chúng ta gì có cây hai cây cây tre. Dao, cây leo, đó, tiền lá. Chúng ta sẽ chọt như thế này, cái gì thấp thì chúng ta chọt. Nếu mà có thì nó sẽ phóng. Còn cây nào mình thấy mình chắc ăn 100% thì mình mới leo. Như nãy mình leo hai cây là không có con nào. Có dắt xanh mà nó không có ở. Hai chị trâu rút không? À, giờ là thấy là chọt, thấy là chọt. Thắng gì mày mất sức rồi. Qua trơn. Gái. Đâu. Ừ chứ. Rồi nó có trong á. Giật. Nói cho dòng ơi. Đó. Rồi. Mẹ đúng chỗ lắm mày. Ba. Cái chỗ này vẫn bằng sống mà. Bự chứ. Bự chứ. Bự, chuột mẹ. Cái chỗ nhảy cho ta nữa. Cảm ơn. Rồi, có chụp cho mẹ vô ra con anh ta, cha anh ta nín. Rồi, cái bắt rồi, bò kia đi. Biết nhảy mà. Nhảy đúng chỗ. Đây nè, không có bị chán luôn á. Cái đường lên nãy á, chán luôn. Dạ. Mày ơi. Mà lại ra ngoài đi đâu. Mày thấy đuôi hết biết không mà. Thằng Thắng ơi, bậy mà tốt quá. Dưới hai tàu vừa khô nè. Xong cái tàu á. Ừ đó. Đó. Chờ thằng Thắng á. Còn hết đi. Nó cười quá. Còn hết rồi xuống. Giờ chúng ta vô. Đó chạy đây, đó. Ê. Ê quý. Chính là vậy đó. Ngoài đúng cạo nhỏ nhỏ đâu còn ngon nào nước khác vào bên đây đó còn ngon còn con chụp được cả con vậy không lần che gì nữa mấy lì phải vợ con tha sao không bắt nữa lên đọt hả lên đọt rồi thi thiền lên mình sẽ thi thiền. Chắc hơn cái này không? Chắc 100% vô ngay cà vừa đó nè. Không tính. Ai vô? Thì lên ngọn rồi. Lên ngọn nằm đã
chụp luôn. Minh chụp. Anh cho Minh chụp rồi. Chụp vô ổ rồi, thấy nó không ổ á. Rồi bỏ túi luôn. Rồi cầm kìa. Đây nè. Thấy chưa? Em xuống luôn. Chết chưa? Cầm tay á. Rồi còn con nào không? Con nhiều quần chản. Nhà nó còn con nào không, coi kỹ thôi Giang. Hết rồi. Mình đã lần leo một cực bỏ sót nó. Bỏ sót thiệt hại cho chú nhà. Sao ủi nước mặn tốt đột. Dạ đúng rồi. À, to với anh Minh. Rồi. Không bổ trong bông dừa nè. Rồi xong. Lỡ này cái gì ai? Bắt cậu. Chết luôn. Nào mình nhớ xem. Đủ mà. Có người khẽ quá ha. Khẽ hả vậy? Ừ. Mệt mệt thằng à. Thằng leo mệt. Hôm rồi đây nha, ra ra còn làm mấy gì được rồi cạn. Ông ngồi về có bạn. Ê, có á. Có. Có ra tại đụng mấy tiếng rồi. Đó, đó, đó xong rồi. Rồi xong. Nghe cái chùm. Ừ đúng rồi, mình đi đứng nghe đó. Mình tính luôn á. Nghe ra đây. Đây nó chạy đây nó Minh. Đây nè. Đó, cao. Rồi 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 luôn cái cao đi đó cao á. Đó 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 đó. Nó quay cao luôn rồi. Chụp nè đây nè rồi 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 dính rồi chụp chuột cũng chụp ớt luôn. Ồ nè đó con chuột đó chuột con chụp ớt luôn ngọn hót lá hình re không nói tiếng ngạo trơn đâu ấy. Mưa là chúng ta không thể nào đi săn được mà chúng ta phải đi về đó mới giao quân nữa. Đó, mưa lớn quá cả nhà ơi. Mấy anh tuôn chảy, mấy anh tuôn chảy. Wow, về tới nhà mưa tầm tã cả nhà ơi. Anh em tôi ướt như con chuột lột. Những cái nhà tối nay chúng ta sẽ làm tiệc. Mưa này thì bà con mình rất là vui khi nước đã về. Nước mặn ngọt rồi. Hẹn cái nhà tối nay nha. Tối nay mình sẽ lên mấy anh sẽ làm mấy món chuột đó. Hai cái nhà thì bây giờ là buổi tối rồi. Đó, gia đình của ông Tư sẽ bây giờ là làm thịt chuột. Thịt chuột hôm nay là ông Tư sẽ làm quay. Thì trước khi làm món thịt chuột thì bây giờ là sẽ có món cháo vịt. Thì cháo vịt ở miền Tây mình thì gỏi của nó là cây bắp chuối. Này bắp chuối gì Tư? Đây là chú sáp ăn rất là giòn, nó ngon lắm. Còn cái nước chấm này là nước chấm thần thánh cả nhà. À. Nước chấm này là này nước chấm mua ớt ớt nhanh hơn không à. Tự. Ăn mua ớt được. À chấm me là nước mắm này là nước đường. Biết nó chảy luôn cả nhà. Thì bây giờ là cái món chấm của mình là món thịt chuột. Bây giờ mình sẽ mở cái nhà mình qua đây xem cái món thịt chuột. Đây là thịt vịt.
à, nghe thật dịch không? Dịch này đã làm rồi, à, luộc luôn rồi, đó. Nè, gan mì nè, thấy không? Này đem ổn chấm ngon. Còn bây giờ là thịt chuột này cả nhà. À, chuột này là chuột quay nha. Thì ông Tư đã làm xong hết rồi. Đó, bây giờ là mình xin mời cả nhà thưởng thức cái đây, thưởng thức cái món thịt chuột này. Ngon không? Rất là ngon luôn. Thì bây giờ là mình sẽ review cho cả nhà xem cái món thịt chuột của ông Tư làm là món quay chảo. Anh Minh á thì sớm mới nói là nếu không trời mưa thì anh Minh sẽ làm cái món là thịt chuột nướng lon, nướng với ớt và nướng trong lon. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà nha thưởng thức cái món mình ăn cái đùi. Thơm, này có mùi vị hương, đây có mùi vị hương áp được cái mùi thịt của con chuột, không có nào ngon bằng thịt chuột mà ở trên cây dừa, tại nó ăn cây dừa cả nhà, nó ăn trái dừa nó phá hại mùa màng cho bà con ở quê mình, nó ăn mùa nước mặn nè, với hồi sớm mình đang đi tăng hai thì mới có mở đầu có một con chuột duy nhất, thì một trận mưa hoành tráng một tiếng mấy hai tiếng hồ thì anh em rút quân về không còn ai hết. Bây giờ là đợi mấy anh đầy đủ thì sẽ dùng tiệc. Rồi mình sẽ mời cả nhà sẽ theo mời cả nhà lên bàn dùng chuột với gia đình của ông Tư và mấy anh em trong nhóm nha. Đây cái nhà đó món thịt vịt, món trắng của mình là món thịt chuột mà bây giờ là gỏi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy gỏi này chưa? Không ngon không lấy tiền luôn á. Gỏi chuối chuối sáp. Trời ơi ngon biết là bao. Hai một luôn. Chuối sáp nó giòn nha ha. Chị nấu là cháo ngon quá. Chị Tư nấu là cháo ngon quá. Wow. Cháo bê ngọt hết chứ. Không, cháo ngon bánh canh. Cháo ngon bánh canh. Ừ. Con cho có đã. Con hồi vô bánh thổi coi. Xíu nữa là bắt tiếng. Bây giờ con uống miếng cho vui nha. Con cây à, thiệt à? Ừ. Chứ cây mẹ á. Thì cái nhà thì bây giờ là mình đã no và mấy anh em ở trên động thì đang chuẩn bị làm lai rai tại vì trời đã mưa cái nhà, hồi chiều mưa nên hồi trưa chứ hồi trưa mưa nên mấy anh em giờ lạnh thì mấy anh em uống dăm ly rượu đế để cho ấm lòng chiến sĩ. Thì đang ăn uống ngoài thì bây giờ là mình sẽ hẹn cả nhà vào lúc sau nha. Bye bye, see you again. Thì tối nay thì mình để thì coi mấy anh đi tập sau thì có hay không nữa. Nhậu là uống cho mấy ly cho nó khỏe thôi chứ không phải là uống xỉn nha cả nhà. Đây, đây. Mình sẽ hẹn cả nhà vào lúc sau nha. Bye bye, see you again.